một máy mà có những tới ba chức năng, một là bề mặt silicon kháng khuẩn, hai là tẩy tinh chất để thẩm thấu vào da nhanh hơn. Bình thường chúng ta đắp mặt nạ thì mất tầm 15 đến 20 phút, nhưng mà khi mà có cái em máy này hỗ trợ trong skin care thì chỉ mất 5 phút thôi nhé. Và đây là bề mặt nâng cơ đó, ôm khít da mặt, xóa rãnh nhăn và massage vùng mắt nhẹ nhàng, xóa rãnh nhăn. Và nó có một chức năng đây, mọi người nhìn chưa, cái chỗ tròn tròn đấy là chúng ta sẽ làm khởi động máy này, tắt máy này, bên này là giảm, còn bên này là tăng, tùy những cơ mặt của chúng ta để chúng ta có thể làm tăng hay giảm để hợp nhé. Và chắc chắn em máy rửa mặt đa năng này chúng ta nên chăm sóc da hiệu quả hơn nhé.